Chiều ngày 18 tháng 8, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt quả tang 19 đối tượng đang tham gia đánh bạc với hình thức đá gà ăn tiền. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 8, từ tin tố giác của người dân, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bố trí lực lượng bắt quả tang 19 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống thuộc ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Khi thấy lực lượng chức năng ập vào, con bạc tháo chạy tán loạn, không tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 3 con gà trống, số tiền trên 35 triệu đồng, 20 xe gắn máy và một số tang vật khác có liên quan. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.